VCA là một hệ thống kết nối xe ô tô với mạng Internet nhằm mang lại khả năng kiểm soát cũng như cung cấp thêm các thông tin về xe cho chủ sở hữu, ngay cả khi không ở gần. Định vị quản lý ô tô cá nhân, thống kê lịch sử hành trình, theo dõi tình trạng sức khỏe của xe, nhắc nhở bảo dưỡng, tra cứu cảnh báo, thông báo. Tải ứng dụng VCA trên Google Play hoặc App Store. Nhấn đăng ký và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản mới. Sau khi đăng ký thành công, bạn cần thêm mới thiết bị để có thể sử dụng các tính năng của ứng dụng. Để sử dụng thiết bị, cắm thiết bị vào cổng OBD của ô tô. VCA giúp theo dõi và giám sát vị trí xe qua định vị GPS trên bản đồ Google Maps theo thời gian thực. Nhấn vào nút định vị, màn hình sẽ hiển thị tình trạng kỹ thuật xe. Vuốt sang phải, bạn sẽ biết được tình trạng xe chi tiết. VCA còn cung cấp vị trí của trạm xăng, gara, trạm cứu hộ gần nhất chỉ bằng một trạm vào biểu tượng tương ứng. Thoải mái giải trí với Internet tốc độ cao cùng người thân, gia đình ngay trên xe. Với tính năng phát Wi-Fi của VCA, bạn còn được miễn phí ứng dụng xem truyền hình trực tuyến TV 360 của Viettel. VCA theo dõi và đánh giá hành vi lái xe an toàn tại chức năng thống kê, số lần tăng tốc đột ngột, cua gấp, số lần vượt tốc, phanh gấp, phía trước có cung đường cấm vượt. Số liệu chi tiết về quãng đường, số chuyến đi, nhiên liệu tiêu thụ, thời gian, vận tốc tối đa, vận tốc trung bình hay thời gian chờ được VCA thống kê và báo cáo tới người dùng. Tại mục lịch sử, mỗi chuyến đi được chấm điểm và thống kê chi tiết số lần tăng tốc đột ngột, phanh gấp, cua gấp hay vượt tốc, giúp tài xế có thể kiểm soát và điều chỉnh được hành vi lái xe của mình. Khi có lỗi kỹ thuật xảy ra, VCA lập tức báo đến điện thoại người dùng và thông báo chi tiết về tình trạng di chuyển của xe. Tại chức năng sức khỏe, chủ phương tiện có thể xem được chi tiết những vấn đề xe mình gặp phải. Ngoài ra cũng có thể chủ động đặt lịch bảo dưỡng xe trong chức năng bảo dưỡng. VCA còn giúp lưu trữ, quản lý giấy tờ cá nhân. Hơn nữa, trong menu, bạn có thể cài đặt tính năng và tìm hiểu các thông tin khác liên quan đến thiết bị. Để sở hữu giải pháp kết nối thông minh cho ô tô đầu tiên tại Việt Nam với một thiết bị nhỏ gọn, bạn chỉ cần chi trả 2,5 triệu đồng với hai gói cước, gói Basic chỉ từ 30.000 đồng, gói VIP chỉ từ 100.000 đồng và nhiều ưu đãi kèm theo khác. Đặc biệt, mua 6 tháng tặng ngay 1 tháng, mua 12 tháng tặng ngay 2 tháng.